em xin giới thiệu, em tên là Vũ Đình Văn. Em năm nay 27 tuổi. Gia đình em đang sống tại Đà Lạt và hiện tại em đang làm việc tại quận 9 ạ. Em làm công việc gì Văn? Dạ em làm bên cơ khí ạ. Cơ khí ở quận 9 hả? Dạ vâng. Và mời bạn nữ giới thiệu về bản thân mình nè. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và quý vị khán giả. Em tên là Trần Thị Hồng Bích. Năm nay em 24 tuổi. Em đến từ quận 12 và hiện tại em là kế toán của một công ty thương mại điện tử tại quận Tân Bình. Đàn trai nói một xíu về ưu điểm và khuyết điểm của bản thân mình ha. Dạ ưu điểm của em thì hòa đồng, vui vẻ mà biết quan tâm đến người khác. Điểm yếu của em thì hơi nóng tính, nhiều khi không biết kiềm chế mình ạ. Cái này là phải đổi nha. Dạ em cũng đang cố gắng để sửa. Bên kia làm sao? Dạ em tự nhận thấy mình là một người tự tin, hòa đồng, vui vẻ và yêu trẻ con. Vì con khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em không biết có phải này là khuyết điểm hay không mà em rất thích nấu ăn và rất thích chế ra những món đồ ăn và phải có người thưởng thức, và nạn nhân đó chính là em trai của em. Tức là thích làm nhiều món lạ lạ. Dạ, đúng rồi. Nhưng mà phải có người thử đúng không, để biết ngon hay không. Em có thể ăn được tất cả những món cô ấy chế ra không mới là điều quan trọng. Tại vì nấu ăn thì nói chung là em cuộc sống em tự lập, cũng tự lập từ lâu rồi. Nên nấu ăn thì chắc là em có thể dạy bạn gái bên đó được ạ. Vậy là tốt, nhưng mà cổ không muốn dạy, cổ muốn tự nấu cho em ăn. Thì em sẽ đồng ý để thưởng thức những món ăn. Được không á nha, chứ ngày nào ăn nó cũng kỳ lắm, khó lắm á. Bên đàn gái cho tôi biết về đường tình duyên trắc trở sao? Dạ đường tình duyên của em thì hiện tại em vẫn là gọi là độc tàn thân của anh Quyền Linh ạ. Là nhưng sao? Ý là em chưa có một mối tình nào. Chưa có luôn. Thiệt hả dạ, bác? Dạ đúng rồi. Em có cảm giác trước tình yêu không vậy em Bích? Dạ dạ có anh. Em coi phim tình cảm người ta yêu nhau em có cảm xúc gì không? Dạ có chứ anh, cũng thích, mình cũng được muốn được như vậy. Mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình ạ. Hai mối tình vậy được rồi. Dạ vâng. Mối tình kéo dài nhất là bao năm? Một mối tình kéo dài nhất là 4 năm. 4 năm? Nhưng tại sao chia tay? Em cũng không biết, nhiều khi trong cuộc sống hai người yêu nhau nó nhẹ nhàng quá, hình như thành một cái không cần để gắn bó với nhau lắm. Thì kỳ vậy, yêu nhau 4 năm mà nhẹ nhàng không cần gắn bó là sao? Là không cãi vã nhau, không đụng chạm, không đụng chạm, không đụng chạm, không đụng chạm, cãi vã gì hết đó. Ủa em ơi, vậy dạ. Mình yêu nhau 4 năm vậy mình chắc chắn mình phải có nắm tay đúng không? Dạ có chị ơi. Có hôn rồi đúng không? Dạ có ạ. 4 năm không hôn. Rồi có đụng chạm gì nữa không? Dạ không chị ơi. Không luôn hả? Dạ. Rồi bên kia có nói gì không? Dạ em cũng thấy chả nói gì hết chị ạ. Hình như em chưa chứng minh em là bản lĩnh đàn ông á. Đúng rồi, nhiều khi người ta đợi một cái điều gì đó khác thì sao? Cái hồi đó em còn nói chung là suy nghĩ đơn giản lắm. Cái gì của mình nó sẽ là của mình thì từ từ cũng có. Mà rồi bây giờ hiện tại là cô gái đó có chồng chưa hay có người yêu chưa? Dạ hiện tại có người yêu rồi ạ. Đó là mối tình đầu tiên, còn mối tình thứ hai của em là bao nhiêu năm? Mối tình thứ hai của em được 1 năm chị. Rồi tại sao chia tay? Mối tình thứ hai thì em yêu ở trên Sài Gòn này thì người ta cảm nhận thấy tình cảm em dành cho người ta không đủ và hạnh phúc em không thể mang lại cho người ta được nên người ta không muốn quen em nữa. Hình như là cái tình yêu của em chưa có đủ lớn. Hình như cái mối quan tâm chăm sóc giữa hai đứa vẫn chưa có đủ để giữ cái tình yêu đó lại. Nhiều khi đơn giản người ta muốn em dẫn đi chơi nhưng mà trong khi công việc của em rồi em hay đi nằm xa nhiều nữa, nhiều khi em thấy sự chăm sóc của em không đủ thì người đó, ta đó thấy chưa, vấn đề ta cần chăm sóc mà em chưa chăm sóc đủ. Chào chị Nam Thư. Rõ ràng ở đây là thiếu chăm sóc và quan tâm. Vậy thì sau hai cái tình yêu đó em có rút ra được điều gì cho bản thân mình không? Dạ em rút ra được nhiều thứ chứ chị. Ví dụ như là công việc của em bây giờ em đã rút ra được nhiều thời gian dành cho bạn gái mình hơn. Và bây giờ em làm cố định tại một chỗ, em không có đi nữa. Cái hình mẫu lý tưởng của em là như thế nào? Nói chung là hình mẫu lý tưởng của em đơn giản thôi. Là khuôn mặt dễ nhìn, biết cách đối nhân xử thế với người khác. Ngoại hình dễ nhìn thôi. Ngoại hình cao trên 1m58. Cao trên 1m58. Rồi, điều gì em không thích nhất ở phụ nữ? Điều em không thích nhất là to tiếng. Nói gì nữa? Nói chung vậy chắc là đủ rồi, tại vì con gái hầu như là ít có ai dơ giấy lắm nên chỉ cần không to tiếng rồi. Còn hình mẫu lý tưởng của em là gì hả Bích? Dạ hình mẫu lý tưởng của em là bạn nam cao trên 1m65. Ngoại hình sáng, nhìn đầu không bị hói vậy. Không hói. Ví dụ hói rồi sao? Dạ hói là phần trên này nó chống vắng đó anh. Ví dụ như phần trên đó chống vắng rồi sao? Chống vắng thì em thấy không thích chống vắng, em thích nó đầy đủ hơn. Nói là tốt chứ có gì đâu mà thiệt á.
Em thông cảm, nghe tới chữ hói anh Linh ảnh nhạy cảm lắm. Dạ. Là hết rồi đúng không? Dạ, còn em không thích là bạn nam nóng tính với có tính gia trưởng. Không nóng, nóng tính. Nóng tính em có thể sửa em ơi. Bây giờ để anh qua anh xem mắt đàn gái coi được không, rồi cái mình mở rào cho hai bên gặp mặt ha. Xin dạ, chào anh. Trời ơi, sao dễ thương dữ vậy, trẻ quá. Dạ. Nhưng mà thí dụ bên đây bên kia đồng ý nhau rồi thì khoảng bao lâu thì mình có thể bước tới được ha? Dạ, em nghĩ là tình yêu thì mình nên đó, mình không đong đếm được, khi nào hợp thì mình tiến tới thôi ạ. Em có một câu như thế này: người ta có thể ăn nửa bữa, ngủ nửa giấc, nhưng không thể yêu một nửa trái tim và đi một nửa chặng đường công lý. Trời, hay dữ vậy ta. Làn gái vừa xinh đẹp vừa nết na rồi văn chương bóng bẩy nữa ha. Tôi chịu rồi nha. Bây giờ mình gặp người thân thêm ý kiến đi. Bích, hôm nay em đi tới đây tham gia với ai? Dạ, em tới cùng mẹ em trai và chị đồng nghiệp của em. À, dạ, xin chào người nhà của Bích. Dạ, xin chào MC Quyền Linh với MC Nam Thư. Rồi, chào quý vị khán giả. Em là mẹ của Hồng Bích. Em thấy bạn trai bên này thì ngoại hình sáng, giao tiếp vui vẻ. Cái này quyết định là tùy con. Trời ơi, mẹ trẻ dữ vậy nè. Trẻ lắm con luôn. Con chào mẹ. Trời ơi, ngon lành luôn. Gì đâu ra nhanh vậy? Nhất cự ly gì tốc độ ha? Gì tốc độ mà. Em trai, em là em dạ, của... em là em trai của chị Bích. Thì em cảm thấy là anh trai cũng rất là ngoại hình rất là sáng. Thì em hy vọng là hai người sẽ trao cơ hội cho nhau, bởi vì lúc đó cũng là trao cơ hội cho chính mình. Rồi, cảm ơn. Cảm ơn em nha. Đàn trai mình đi với ai vậy? Dạ, hôm nay em đi với chú họ em, chú nuôi em. Rồi, chào chú ạ. Xin chào hai em xinh đẹp. Dạ, con chào. Linh và Lam Thư. Dạ. Xin kính chào quý vị khán giả trong trường quay. Nói về Văn á, thì chú thấy bên này thì cũng là được rồi. Theo chú cảm nhận thấy thì hai bạn cũng cho nhau một cơ hội để có thời gian gặp nhau. Tiến tới hay không tiến tới thì cái đó là quyền của hai bạn thôi. Cuối cùng thì cũng xin chúc toàn thể trường quay sức khỏe, dồi dào, hạnh phúc. Dạ, cảm ơn chú ạ. Bây giờ mình thấy góp ý hai bên rồi. Dạ. Cũng như hai đứa nói chuyện qua lại rồi ha. Mình mở rào ra, mắt nhìn mắt, rồi trao đổi với nhau, có được thì bấm ha. Dạ. Mở rào. Rồi, bắt đầu đi em. Tặng em. Rồi, cảm ơn anh. Dạ, em cũng có một món quà tặng cho anh. Dạ, em tặng anh một cuốn sách. Rồi, cảm ơn. Rồi, hai đứa cảm nhận về nhau đi. Lần đầu tiên nhìn anh em có cảm nhận gì? Dạ, em thấy anh cũng đẹp trai, dễ thương. Rồi, anh cảm nhận em về như thế nào? Ban đầu á, anh cảm nhận em một người con gái rất chi là dễ mến. Dạ. Cách em nói chuyện rất chi là hiểu chuyện về tất cả mọi thứ. Hiểu chuyện hay nhiều chuyện anh? Hiểu chuyện. Dạ. Hiểu chuyện khác, nhiều chuyện khác nha. Đừng gây hiểu lầm chữ đó ha. Sở thích của em cũng muốn đi phượt, em có thể đi cùng anh được không? Dạ được ạ. Tại vì cũng lâu anh chưa về Đà Lạt. Nếu dạ. mà có cơ hội này anh cũng muốn dẫn em về Đà Lạt một lần. Dạ. Rồi, công việc của anh có bận không anh? Công việc của anh thì ngày anh đi làm cơ khí, tối anh quản lý quán. Nói chung là cái thời gian quản lý tối á, thì chủ nhật thì thường thường anh dành cả ngày. Dạ. Mình hẹn hò tuần mấy lần nói cho nhau biết luôn đi. Nếu mà từ quận 9 đến quận 12 thì tuần cỡ 2 lần là được rồi. Dạ. Bây giờ mình bàn tí xíu về tương lai nè. Hai bạn cưới nhau thì bây giờ mình sẽ tính kế hoạch kinh tế cho tương lai như thế nào? Tiền ai giữ? Vợ giữ hay là chồng giữ? Tiền thì chắc chắn là vợ giữ rồi ạ. Dạ. Tại vì đơn giản là em giữ tiền kém lắm. Em hiểu như không giữ được tiền. Văn, trong mình có chữ văn đó. Bây giờ thì mình nghệ nghệ nè. Dạ, hôm nay thôi anh xin hát tặng em một khúc trong một bài hát Trái tim anh thuộc về em nha. Từ lúc anh quen biết em, trái đất bỗng nhiên ngừng lại. Cuộc đời này dệt thêm bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu niềm vui. Từ lúc anh quen biết em, cả thế giới không ai bằng em. Chỉ một mình em thôi, đôi mắt em xinh như làng tiên. Cầu mong cho anh luôn gần em, anh nói hết bao nhiêu tâm sự, rằng tim anh đã yêu em rất lâu rồi. Anh hát hay. Dạ, em có một bài hát tặng cho anh là Ánh nắng của anh, phiên bản là Ánh nắng của em. Rồi em hát. Sẽ luôn thân gần bên anh,
sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu anh, cùng anh đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim em, lắng nghe từng lời em muốn nói. Vì anh luôn đẹp nhất khi anh cười, vì anh luôn là tia nắng trong em không xa rời. Rồi, bây giờ ta suy nghĩ thật kỹ và nói những gì mà nó xuất phát từ con tim của mình về người đối diện. Anh mong rằng em cho anh một cơ hội, cũng như cho cả hai đứa một cơ hội để được tìm hiểu. Anh chỉ cần mỗi sáng đơn giản, mỗi sáng được một tin nhắn quan tâm chăm sóc, và đêm về mỗi khi anh nhắm mắt là được đọc tin nhắn của em. Dạ, dạ, em đến đây với anh để gặp anh cũng là một nhân duyên. Em nghĩ sau chương trình mình sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn. Dạ. Rồi, hết thời gian. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Chúng ta đã đến giờ phút rất là quan trọng. Chúng ta phải tập trung kiểm tra con tim mình lần nữa, xem đây có phải là một nửa yêu thương của mình hay không. Bấm nút là trao duyên đi, mà trao duyên đi thì không lấy lại được nha các bạn. Ừ, các bạn hãy nhắm mắt lại. 3 2 1 Hết thời gian. Trời ơi, ôi hết hồn. Sao em gái bấm chậm vậy? Em có bấm hay tại không? Tại em có, nhưng mà tại em rung. Em rung quá, em bấm chậm đúng không? Bây giờ nắm tay nhau đi. Rồi, mình xin phép. Con xin phép mẹ, con xin phép cô. Và cho con được tìm hiểu và yêu em. Bích nói gì với gia đình bên đàn trai đi. Dạ, hôm nay con xin phép được quen biết với bạn Văn ạ. Mình làm thủ tục đầu tiên, mình hôn nụ hôn đầu tiên từ khi bấm nút. Đây, vén lên cho nè. Đó. Rồi,